Kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình VBS, chúng tôi là Kim Thủy và Hoàng Dung. Kính chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Như thường lệ, mời quý vị đến với phần tin Hoa Kỳ qua một vài nội dung chính như sau. Đảng Dân Chủ hy vọng sẽ đảo ngược nhiều chính sách thuế dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Ứng cử viên Elder của Đảng Cộng Hòa tại California nghi ngờ bầu cử gian lận. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin chi tiết. Mẹ đoàn tụ với con gái bị bắt cóc ở Clermont, Florida sau 14 năm. Mẹ của một bé gái bị bắt cóc tại nhà riêng vào lúc 6 tuổi hôm qua đã đoàn tụ với cô con gái sau gần 14 năm phân ly. Bà Angelica Vences-Sagoda ngày 2 tháng 9 đã gọi điện thoại để báo cho Sở Cảnh sát Clermont của tiểu bang Florida biết là bà đã nhận được tin nhắn trên mạng xã hội của một người tự xưng là Jacqueline Hernandez, đứa trẻ mà bà không hề liên lạc kể từ năm 2007. Hernandez bị cha của bé là ông Pablo Hernandez bắt cóc tại Clermont, Florida. Cảnh sát đã ban hành lệnh truy nã ông này hồi tháng 12 năm 2007. Sau đó, ông đã đưa con gái trốn sang Mexico. Tin nhắn của cô con gái nói rằng cô muốn gặp lại người mẹ tại đồn nhập cảnh ở Laredo, Texas. Cuộc điều tra được tiến hành sau đó cho phép cảnh sát xác nhận người phụ nữ trên là con ruột của bà Vences-Sagoda, tên là Jacqueline Hernandez, đã bị bắt cóc khi đang ở với mẹ vào năm 2007. Jacqueline năm nay 19 tuổi đã đoàn tụ với mẹ ruột và cả hai đã ôm nhau với nụ cười mãn nguyện. Chi tiết về cuộc đời của Jacqueline Hernandez từ khi cô bị bắt cóc chưa được công bố, kể cả tình trạng của người cha. Cũng trong dòng tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, thống đốc của Florida Ron DeSantis dọa phạt hàng triệu Mỹ kim các công ty chính phủ đã buộc nhân viên phải tiêm vaccine COVID-19. Thống đốc Florida Ron DeSantis vào hôm thứ Hai cho biết sẽ phạt các tổ chức chính quyền tại địa phương đã yêu cầu nhân viên của họ phải tiêm vaccine COVID-19. Ông nhắc lại lập trường cho rằng vaccine có sẵn cho tất cả mọi người nhưng không hề bắt buộc phải sử dụng, dựa vào sắc lệnh SB 2006 mà ông đã ký ban hành vào tháng 5 vừa qua. Một số điều khoản của sắc lệnh cũng cấm các doanh nghiệp và chính quyền địa phương của tiểu bang yêu cầu mọi người chứng minh là đã chủng ngừa hoặc đã điều trị khỏi bệnh để sử dụng các dịch vụ. DeSantis nói rằng cơ quan chính phủ ở Florida buộc người khác phải tiêm vaccine như là điều kiện để được tuyển dụng bị coi là vi phạm luật Florida và sẽ bị phạt 5.000 Mỹ kim mỗi lần vi phạm. Ông cũng nói rằng có thể quận Alachua, thành phố Gainesville sẽ bị phạt hàng triệu Mỹ kim. Trong khi đó, thì CDC nói rằng mọi người nên tiêm vaccine COVID-19, bất kể họ đã bị nhiễm COVID-19 hay chưa. Kết quả một cuộc nghiên cứu cho thấy, người chưa được tiêm vaccine bị nhiễm COVID-19 cao gấp đôi người đã được tiêm chủng đầy đủ. Nhiều tháng qua, tiểu bang Florida đã dẫn đầu về số ca nhiễm COVID-19. Và theo số liệu của trường đại học Johns Hopkins ở Florida, đã ghi nhận gần 3.5 triệu ca nhiễm và gần 50.000 ca tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát. Đảng Dân Chủ hy vọng sẽ đảo ngược nhiều chính sách thuế dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, Đảng Dân Chủ hy vọng sẽ đảo ngược chính sách cắt giảm thuế mà Đảng Cộng Hòa đã ban hành dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump để thu thập các khoản chi sử dụng vào việc thanh toán cho dự luật chi tiêu 3.5 ngàn tỷ Mỹ Kim đang được Quốc hội xem xét việc thông qua. Chủ tịch Ủy ban Cách thức và Phương tiện House Richard New của Đảng Dân Chủ tại Massachusetts hôm thứ Hai công bố một kế hoạch tăng thuế doanh nghiệp từ 21% lên tới 26.5% và khôi phục thuế suất cao nhất lên xấp xỉ 40% các cá nhân kiếm được hơn 400.000 Mỹ Kim và các cặp vợ chồng đã kết hôn kiếm được hơn 450.000 Mỹ Kim. Các nhà lãnh đạo đang cố gắng thuyết phục những người hoài nghi trong nội bộ đảng về phương cách khả thi để tài trợ cho việc mở rộng chi tiêu liên bang liên quan đến nhà ở và chăm sóc sức khỏe, trợ cấp tài chính cho các gia đình và ngăn chặn tác động của sự biến đổi khí hậu mà không cần tăng thuế người dân. Để được thông qua, đạo luật cần được sự chuẩn thuận của tất cả 50 thành viên của Đảng Dân Chủ Thượng viện và hầu như tất cả các thành viên của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện đều bỏ phiếu thông qua dự luật.
Trong khi đó thì lãnh tụ phe thiểu số tại Thượng viện, ông Mitch McConnell của Đảng Cộng hòa tại Kentucky đã coi kế hoạch này là chính sách liều lĩnh về thuế và chi tiêu khiến cho người Mỹ có thái độ thù hằn chính phủ liên bang. Đảng Cộng hòa đã nhất trí bác bỏ kế hoạch này và nói rằng sẽ không làm việc với Đảng Dân chủ để thông qua dự luật tăng thuế, trong khi các đảng viên Đảng Dân chủ cũng chưa tán đồng. Thượng nghị sĩ Joe Manchin của Đảng Dân chủ tại West Virginia tuyên bố không chấp nhận kế hoạch chi tiêu 3.5 ngàn tỷ Mỹ kim ít nhất trong lúc này và yêu cầu các nhà lãnh đạo tạm dừng thực hiện kế hoạch liên quan đến đạo luật. Tại California thì ứng cử viên Elder của Đảng Cộng hòa đang bị nghi ngờ là bầu cử gian lận. Hôm thứ Hai, Larry Elder của Đảng Cộng hòa đã lên tiếng kêu gọi người dân hãy ủng hộ ông sử dụng một biểu mẫu được đăng tải trên mạng xã hội để tố cáo mọi dấu hiệu gian lận. Tuyên bố rằng họ đã tìm thấy dấu hiệu gian lận trong cuộc bầu phiếu bãi nhiệm thống đốc California, dẫn đến kết quả là thống đốc Gavin Newsom có thể tiếp tục giữ chiếc ghế thống đốc cho đến hết nhiệm kỳ. Ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Larry Elder đặt vấn đề trên trong chiến dịch vận động tranh cử khi cuộc bỏ phiếu chưa diễn ra và cũng chưa có kết quả nào được công bố, trong khi ông Elder tiếp tục vận động cử tri California tín nhiệm để đưa ông ra thay thế ông Newsom làm thống đốc. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất cho thấy là ông Newsom có khả năng vượt qua thách thức đã đòi bãi nhiệm ông khỏi chức vụ trong cuộc bầu cử diễn ra hôm nay. California có lịch sử bỏ phiếu qua từ lâu đời, nhưng quyết định gửi lá phiếu bầu đến mọi cử tri đã ghi danh tại tiểu bang lần đầu tiên trong cuộc đua này đã làm xuất hiện những tin đồn là không có thật về lá phiếu. Trong một cuộc phỏng vấn của NBC News vào hôm thứ Hai, thì Elder liên tục từ chối cho biết liệu ông có chấp nhận kết quả cuộc bầu cử vào hôm thứ Ba hay không. Một cuộc thăm dò gần đây của NBC News cho thấy 60% đảng viên Cộng hòa sống ở các tiểu bang xanh không tin rằng tiểu bang của họ có thể tổ chức một cuộc bầu cử công bằng. Elder, người dẫn chương trình phát thanh gây tranh cãi, đang dẫn đầu danh sách 46 ứng cử viên tham gia vào cuộc chạy đua thay thế Newsom, nói với người ủng hộ rằng là ông lo ngại về sự gian lận trong cuộc bầu cử lần này. 500.000 khách hàng ở Texas bị mất điện vì cơn bão Nicholas. Thưa quý vị, cơn bão Nicholas đổ bộ vào các khu vực vùng vịnh với lượng mưa lên tới 20 inch, trở thành cơn bão cấp 1 trước khi quét qua khu vực phía đông bán đảo Matagorda của Texas với sức gió 75 dặm một giờ. Vào lúc 10 giờ sáng thứ Ba, cơn bão Nicholas đã di chuyển chậm qua Houston, gây lũ lụt với sức gió 45 dặm một giờ và có khả năng gây lũ quét đe dọa đến tính mạng của người dân. Cho đến nay, cơn bão đã làm nước dâng cao 6 feet ở Clear Lake, Texas và trút một lượng mưa 14 inch ở Galveston. Học khu Houston lớn nhất của tiểu bang cũng như các học khu khác đã hủy các lớp học vào ngày thứ Ba, đóng cửa nhiều địa điểm xét nghiệm và tiêm chủng vaccine COVID-19 ở Houston và Corpus Christi, đồng thời hủy bỏ buổi hòa nhạc Harry Styles diễn ra tối hôm qua tại Houston theo kế hoạch. Cơn bão sẽ tiếp tục mang mưa lớn đến khu vực trên các tiểu bang, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề vì cơn bão Harvey đổ bộ vào năm 2017. Cơn bão Harvey được cho là nguyên nhân gây ra ít nhất là 68 cái chết, trong đó có 36 người ở Houston. Thống đốc tiểu bang Louisiana, ông John Bell Edwards, đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào đêm Chủ nhật trước khi cơn bão đến, trong khi vẫn chưa phục hồi sau khi mà Ida và Laura mang đến những trận lụt lịch sử. Vào hôm thứ Hai, Tổng thống Joe Biden đã chấp thuận yêu cầu của thống đốc về việc ban bố tình trạng khẩn cấp vì cơn bão Nicholas. Một sinh viên của trường Đại học Washington đã vứt gần 3.000 lá quốc kỳ Hoa Kỳ tưởng niệm 911 vào thùng rác. Một thành viên của tổ chức sinh viên của trường Đại học Washington đã vứt gần 3.000 quốc kỳ Hoa Kỳ vào thùng rác đã được sử dụng để tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Trước đó, thì chi hội đảng Cộng hòa của trường đại học đã cắm 2.977 lá cờ tại Moorfield, tại khuôn viên của trường St. Louis để kỷ niệm 20 năm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố 911. Fadel Akiplani, Phó Chủ tịch Tài chính của Hội Sinh viên thừa nhận là đã gỡ bỏ các lá cờ để bỏ vào túi nhựa và bị một sinh viên khác quay video để đưa lên mạng xã hội.
Hiệu trưởng của trường Đại học Washington là Andrew Martin đã nói rằng việc loại bỏ các lá cờ là đáng trách và bị coi là hành vi sỉ nhục tại trường Đại học Washington, sỉ nhục đối với lý tưởng của người dân Hoa Kỳ. Và Nathaniel Hobb, thành viên của đảng Cộng Hòa tại trường đại học, đã quay video cho thấy là cảnh Akilani đã gỡ bỏ các lá cờ, cho biết là nhóm đã cấm các lá cờ ở Moodfield, rìa phía tây của khuôn viên trường đại học hàng năm để tưởng nhớ các nạn nhân bị khủng bố vào ngày 11 tháng 9. Hobb, một sinh viên năm thứ hai, cho biết là đã gọi cảnh sát tịch thu lại số lá cờ trên để trả lại cho những người Cộng Hòa ở trường đại học và họ đã cấm lại vào ngày thứ bảy. Và bản tin liên quan đến tình hình Hoa Kỳ thì một dân cử ở Kansas đã bị truy tố tội đá vào háng của một học sinh, thưa quý vị. Cáo trạng đọc tại phiên tòa cho thấy dân biểu Mort Samsel của tiểu bang Kansas đã bị truy tố là đã đá vào háng của một học sinh trung học và đe dọa là sẽ giáng một cơn thịnh nộ của Chúa vào cậu ta. Ông dân biểu này bị kết án 12 tháng quản thúc và cấm sử dụng các tài khoản mạng xã hội cá nhân theo lệnh của người chủ tọa phiên tòa quận Franklin. Sự việc trên xảy ra vào ngày 28 tháng 4 tại trường trung học Westville, cách thành phố Kansas khoảng 40 dặm về phía tây nam, được Kansas City Star ghi âm và ghi hình. Theo tài liệu của cuộc điều tra của cảnh sát, thì ông Samsel cũng là giáo viên, thỉnh giảng, đã nói chuyện với học sinh trong một lớp học về cơn thịnh nộ của Chúa và yêu cầu các em nên nghe các loại nhạc khác thay vì rap. Ông này cũng đã nói về việc một cậu bé da đen tự tử rồi la hét đến nỗi một học sinh đeo tai nghe để không phải nghe những điều của ông Mort Samsel rao giảng. Hành vi của cậu bé đã làm bùng phát cuộc đối đầu và ông Samsel đã đẩy cậu bé học sinh vào tường, đá vào tinh hoàn của cậu học sinh. Một đôi vợ chồng của cư dân California đã chết vì COVID-19, bỏ lại 5 đứa con. Đôi vợ chồng cư dân California, Terry Surrey, 37 tuổi và Daniel Massas, 39 tuổi, cư ngụ tại Yucaipa đã qua đời vì COVID-19, bỏ lại 5 đứa con, từ 2 đến 7 tuổi cùng với đứa con sơ sinh mới được 3 tuần tuổi. Cả hai nằm trong số hơn 660.000 người ở Hoa Kỳ đã tử vong vì đại dịch COVID-19. Người nhà của hai nạn nhân cho biết là bà Debbie Messers đã không được tiêm vaccine COVID-19 vì đang mang thai, nhưng không rõ là người chồng là ông Daniel có được tiêm phòng hay không. Đầu tháng 8 vừa qua, thì Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ kêu gọi tất cả phụ nữ đang mang thai hãy tiêm vaccine COVID khoảng 2 tuần trước khi Debbie Messers đã qua đời vào ngày 26 tháng 8. Các bệnh viện ở các điểm nóng của Hoa Kỳ ghi nhận là số bà mẹ mang thai qua đời vì nhiễm COVID-19 tiếp tục gia tăng, hầu hết là đều chưa được tiêm vaccine. Thân nhân của hai nạn nhân đáng thương cho biết cả gia đình bị nhiễm COVID-19 sau chuyến du lịch đầu tháng 8. Nhưng trong khi con cái của họ hồi phục nhanh chóng, thì tình trạng sức khỏe của hai cha mẹ trở nên tồi tệ. Họ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện cách nhau chưa đầy một tuần lễ. David Messers, mang thai 32 tuần, đã được đặt nội khí quản và không bao giờ gặp con gái mình khi bà được sinh mổ vào ngày 18 tháng 8. Người cha, ông Daniel Messers, chỉ gặp đứa con thứ 5 trong một thời gian ngắn trước khi được đặt nội khí quản khoảng 3 ngày sau khi bé gái chào đời và vì vậy mà con gái 3 tuần tuổi của họ vẫn chưa được đặt tên. 5 đứa con sống sót của họ sau đại dịch đã được ông bà chăm sóc. Quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin bảo trợ cho đài, Hoàng Dung và Kim Thủy sẽ quay trở lại phần tin thế giới với một vài nội dung chính như sau. 1.500 con cá dolphins bị giết mổ tại Faroe Island đã gây phẫn nộ. Bác sĩ sản khoa bị tố là đã thụ tinh nhân tạo cho nhiều người cùng lúc bằng tinh trùng của chính mình.